Ở bên Trung Quốc có tứ đại hung thú thời thượng cổ thì ở Việt Nam mình cũng có tứ đại yêu tinh thời thượng cổ của Việt Nam. Số 1 là ngư tinh hay còn gọi là ngư tinh xà, sống ở ngoài Biển Đông. Thân hình giống cá, dài hơn 50 trượng. Chân nhiều như chân rết, giỏi biến hóa, khi di chuyển đến đâu thì mưa gió ầm ầm. Sau này bị Lạc Long Quân thu phục, chặt ra làm 3 đoạn, đoạn đuôi trở thành đảo Bạch Long Vĩ ngày nay. Đầu thành Cẩu Đầu Sơn và thân nay gọi là Mạn Cầu Thủy. Số 2 là hồ tinh hay tên gọi khác là hồ ly tinh. Là một con cáo chín đuôi sống đã hơn nghìn năm, bây giờ thành tinh có thể biến hóa thành muôn hình vạn trạng. Hồ tinh trú ẩn ở một hang sâu khu vực Hà Nội về mạn tây sát mé sông. Sau bị Lạc Long Quân cho bộ hạ đem nước xoáy vào trong hang thu phục. Nơi đó tạo thành một cái hồ vừa to vừa sâu, chính là hồ Tây ngày nay. Số 3 là mộc tinh hay còn gọi là quỷ xương cuồng. Là một cây chiên đàn khổng lồ cao tới hơn ngàn trượng, cành lá sum xê cũng che dở tới mấy ngàn trượng. Xuất hiện ở đất Phong Châu thời thượng cổ. Cây sống lâu năm thành cổ thụ, khô héo dần rồi hóa thành mộc tinh, sức mạnh khủng khiếp. Kinh Dương Vương và Lạc Long Quân dùng thần nhạc đánh thắng mộc tinh nhưng không tiêu diệt mà phong ấn giảm sức mạnh. Người dân gọi mộc tinh là thần xương cuồng. Số 4 là giao long hay còn gọi là sự tiến hóa của thuồng luồng. Giao long có thân hình như một con rắn khổng lồ nhưng lại có 4 chân làm chủ vùng sông nước và có khả năng trị thủy. Lĩnh Nam Trích Quái ghi chép lại rằng từ thời Hồng Bàng, con cháu của Lạc Long Quân sống ở ven rừng. Khi xuống nước thường bị giao long làm hại. Hùng Vương nói rằng giống Sơn Man khác thủy tộc nên xâm phạm lẫn nhau. Rồi từ đó người dân lấy mực xăm lên mình theo hình thủy quái để không bị giao long làm hại. Và đó cũng là nguồn gốc tục xăm mình của người Việt cổ. Mình mong rằng một ngày nào đó Việt Nam mình cũng có những bộ phim bom tấn lịch sử về câu chuyện Lạc Long Quân thu phục 4 yêu tinh thời thượng cổ này. Bởi lịch sử hay huyền sử Việt Nam thì cũng ly kỳ hấp dẫn chẳng kém gì các nước trên thế giới. Vũ Ngọc Thiên, người đưa mỹ thuật truyền thống lên mạng xã hội 4.0.